Diễm Thi và Trang Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị đến với bản tin sáng thứ tư ngày 21 tháng 10 với một số tin tức đáng chú ý. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc định lại giá đồng nhân dân tệ. Hàng chục chính trị gia Nhật thăm đền Yasukuni. Kính thưa quý khán thính giả, Hoa Kỳ lên tiếng nói rằng việc định lại giá của đồng nhân dân tệ là điều quan trọng cần làm để cân bằng nền kinh tế Trung Quốc đang trao đảo. Trong một báo cáo giữa năm của Ngân khố Mỹ nói rằng đồng tiền Trung Quốc vẫn được định giá dưới giá trị thật của nó, Báo cáo nói thêm là việc ấn định đồng nhân dân tệ theo giá trị thực của nó sẽ làm cho người Trung Quốc có thể tiêu xài nhiều hơn, từ đó chuyển nền kinh tế nước này qua hướng dịch vụ. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thường nói là Trung Quốc giữ cho đồng tiền của mình thấp hơn đồng đô la để hàng hóa Trung Quốc có thể dễ dàng cạnh tranh với giá rẻ. Trước khi đồng nhân dân tệ bị phá giá, chính phủ Trung Quốc cũng đã dự định chuyển đổi cơ cấu kinh tế của mình từ xuất khẩu sang tiêu dùng nội địa nhưng cuộc khủng hoảng chứng khoán mùa hè năm nay đã thúc đẩy bắc kinh phá giá đồng tiền của mình nhằm duy trì nền kinh tế phát triển theo hướng xuất khẩu như cũ có đến 76 chính trị gia cùng 96 người đại diện của các dân biểu Nhật Bản thăm ngôi đền Yasukuni vào ngày hôm qua. Sự kiện này được cho là để đánh dấu lễ hội mùa thu của đất nước Nhật Bản, nhưng chắc chắn là sẽ gây ra sự không hài lòng của hai lần bang là Nam Hàn và Trung Quốc. Một điều đáng nói nữa là việc thăm viếng ngôi đền thờ tử sĩ Nhật lại diễn ra có hai tuần lễ trước hội nghị ba bên Nhật Hàn và Trung Quốc và mới hôm chủ nhật hai vị bộ trưởng nhật bản cũng đã viếng thăm ngôi đền lên tiếng hôm thứ hai bà hoa xuân oánh phát ngôn nhân bộ ngoại giao trung quốc nói rằng trung quốc phản đối mạnh mẽ hành động của các chính khách nhật bản đồng thời bà thúc giục nước nhật phải đối diện một cách thành tâm trước lịch sử xâm lược của họ một vị cựu bộ trưởng y tế nhật bản dẫn đầu đoàn chính khách vào ngày hôm qua nói là họ đến để tỏ lòng kính trọng những người đã hy sinh cho tổ quốc một bác sĩ người Campuchia là ông Jam Kroum bị ra tòa vào ngày hôm qua với tội danh hành nghề bác sĩ không có bằng cấp, sử dụng kim tiêm không khử trùng làm lây bệnh sida cho hơn 200 người, trong đó có nhiều người đã chết. Ông Jam hành nghề tại một ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Battambang, miền Tây Campuchia. Luật sư của ông Jam nói với hãng thông tấn AFP rằng thân chủ của ông có thể bị án tù chung thân sau phiên tòa được dự trù kéo dài 5 ngày. Ngân hàng Thế giới xếp Campuchia là một trong những nước nghèo nhất châu Á, với tỷ lệ chưa tới một bác sĩ trên 100.000 dân. Ngoài ra, hệ thống y tế lại luôn luôn thiếu hụt ngân sách. Trong khi đó, thì tại lân bang Thái Lan, chính quyền quân sự cho hay là họ sẽ cho thành lập một đơn vị tin học để chống lại những người đối lập trên mạng ông bộ trưởng quốc phòng thái nói với báo chí ngày hôm qua là việc làm này là để ngăn ngừa những đe dọa trên không gian internet hành động này tiếp nối những lo ngại của nhà cầm quyền thái lan khi nhận thấy rằng những lời lẽ chỉ trích hay đôi khi bị cho là xúc phạm hoàng gia xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Trước đó được biết là những nhà hoạt động tự do Internet đã huấn luyện hàng trăm người tình nguyện để tiến hành một cuộc chiến trên mạng chống lại sự kiểm duyệt của chính quyền quân nhân. Họ tuyên bố là sẽ tấn công mạng của giới quân nhân cầm quyền nếu như tường lừa kiểm duyệt không bị dỡ bỏ. Ông Dario Ortega, thị trưởng một thành phố nhỏ trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines, được phát hiện bị bắn chết với nhiều vết đạn cùng người con trai của ông hai cha con ông thị trưởng bị bắt cóc vào tối thứ hai gần nhà của mình. Ông Otaza từng là một đảng viên Cộng sản cao cấp trong hàng ngũ phiến quân Cộng sản. Sau đó, ông đã rời khỏi lực lượng Cộng sản và trở thành thị trưởng, chủ trương dàn xếp những bất đồng bằng con đường chính trị hòa bình. Ông Otaza đã thuyết phục 150 phiến quân Cộng sản ra đầu hàng trong năm nay, và chính quyền Phi nói rằng ông đã bị các đồng chí cũ của ông xử tử cũng theo nguồn tin quân sự thì hiện nay trên đảo Mindanao, đảo lớn thứ hai của đất nước có số lượng phiến quân Cộng sản là 4.000 người. Việc đàm phán hòa bình giữa Manila và lực lượng phiến quân Cộng sản được biết với tên gọi là đội quân nhân dân quốc gia đã thất bại vì chính phủ từ chối việc trả tự do cho nhiều thủ lĩnh Cộng sản đang chịu án hình sự. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afvietnamviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achoutuzo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.afa.org hoặc bằng ứng dụng app của AFA tải xuống từ App Store và Google Play. Trân Như và Diễm Thi, xin kính chào tạm biệt.